Rồi, hello anh em nha. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một chiếc Honda Custom 90 Super Cup nha anh em. Một cái dòng đời xe cực kỳ là cao. Đời này là đời 2007. Coi để em xem lại. 2007 nha anh em. Này là 2007 nha. 2007 nha anh em. 2007. Xe zin nguyên con nha. Mộc mạc, chưa dặm tút, chưa gì hết nha anh em. Hôm nay là lên giá tốt cho anh em luôn ha. Chỉ có da yên là lợp lại, với cặp kính là cặp kính Thái nha. Yên lợp lại, đế mút zin đẹp. Yên lợp lại nè. Đó, thùng xăng bản màu 114 nha. Thì cặp kính là cặp kính mới em vào ha. Còn yếm là yếm zin nha. Yếm zin ha. Thì để cho anh em mình sử dụng thì cái giá cực kỳ tốt trong cái tháng mới này luôn. Thì em báo giá công khai cho anh em là 33 triệu nha. Còn cái ba ga trước này là nó hơi xéo chút xíu, anh em lấy cây dằn qua ha, là chút xíu là ok nha. Tại xe rất công nha anh em. Xe là nước sơn zin. Đầu nồi các thứ đều là zin hết. Xe là đầu bò móc nha, chưa vệ sinh luôn, chưa rửa luôn. Máy rất là ok luôn anh em. Máy rất là chuẩn ha. Giá 33 triệu thôi nha anh em. Rẻ như một chiếc xe Custom 50 anh em. Rẻ như một chiếc xe Custom 50 nha. Đó, xe này là màu ghi, màu bạc. Đó. Nước sơn zin toàn bộ. Nếu mà anh em nào mà thích xe mộc mạc zin theo kiểu mà vừa vừa á, mà kiểu như là xe đúng tầm để anh em mình sở hữu chơi á, thích cũ cũ á, thì đây, chiếc này là chiếc phù hợp với anh em nha. Xe này anh em về đánh bass lên là rất là đẹp nha. Đó, nếu mà anh em nào mà muốn chơi mà giữ một chất mộc zin á thì anh em để về chơi luôn. Đó, còn nếu mà muốn đẹp nữa anh em tút nhẹ hai phần lốc này nhẹ lại nha. Hai phần lốc này nhẹ lên cái là ok nha anh em. Ốc tán các thứ là xanh đẹp hết. Nó đời cao là nó có cái kít điện ở đây nha anh em. Kít điện đây ha, có ống hơi đây nha. Đời này là đời 2007, vỏ ruột zin hết, vỏ đun lớp nha anh em, vỏ ruột zin hết. Đây, vỏ đun lớp nè. Đun lớp nha anh em, căm đùm liền zin ha. Căm là có xét nha. Có xét, còn nó còn xi cũng vẫn còn mà nó cũng nhầm có cây có xét nữa nha. Còn ốp tai là rất là đẹp luôn. Đó, ốp tai là như mới ha. Đó. Bút đỏ còn nè anh em, bút đỏ còn nè. Mã số boe còn luôn nha. Mã số boe còn luôn. Máy móc là zin chắc ha. Đây nước sơn zin đó nè. Đó. Đây bọc xanh zin đó nè. Nước sơn zin lướt ha. Rồi anh em nào mà có nhu cầu sử dụng xe này thì cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0939 97 6968 nha anh em. Em xin đọc lại số điện thoại của em là 0939 97 6968 ha. Là có yếm đầy đủ cho anh em luôn nha. Yếm này là yếm zin theo xe ha. Còn mà cặp gương là cặp gương mới, cặp gương Thái ha. Còn da yên là yên lập lại nha. Còn ba ga sau cũng còn rất là đẹp ha anh em. Giá chỉ 33 triệu thôi. Đó, xe zin toàn bộ. Không có tút dặm gì hết. 2 chìa khóa luôn. Cho anh em sử dụng nha. Giá chỉ 33 triệu thôi nha anh em. Đó. Xi nhan các thứ rồi có mè nha. Có mè theo thời gian. Có mè theo thời gian nè. Đó, có mè theo thời gian nè. Chụp xi nhan nè, chụp xi nhan nè. Còn rất là đẹp luôn. Đó, còn nghiền coron này rất là đẹp luôn, không có bị sét nha, không bị sét luôn. Đó. Bô cũng còn rất là sáng nha anh em, bô rất là sáng nha. Bô cực kỳ sáng luôn, có mè nhẹ theo thời gian ha, mè zin nha. Đây nè, căm này có cây sét, cây hồng nha anh em. Đó. Này mè nhẹ nha. Xe này là không dặm tút nha anh em. Không dặm tút nha. Xe rất công từ Nhật xuống luôn. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0939 97 6968 nha. Đó, full chức năng. Full chức năng nha anh em. Full chức năng hết nha. Full chức năng nha. Máy là đồ đạc thứ trên xe rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Nó ốc tốt đùm đồ này nọ này chưa, nước sơn zin hết trơn nha anh em. Giá chỉ 33 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu sử dụng cứ liên hệ cho em số điện thoại trực tiếp nha, qua Zalo. Hoặc là anh em nào mà có nhu cầu đó, cần mà chụp hình chi tiết nữa thì em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em mình nha. Rồi đó, thì xe cộ anh em cứ tham khảo giá thoải mái. Cái giá này là siêu rẻ cho anh em, siêu rẻ luôn, mà tiền ít mà thịt nhiều luôn anh em.
Xe này là tiền ít mà thịt nhiều luôn á, cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ cho em qua số điện thoại là 0939976968 nha. Cho em xin một like, một chia sẻ và chung theo dõi ha. Cảm ơn em rất là nhiều luôn đã theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua nha. Em xin kết thúc video tại đây ha. Rồi cảm ơn em nha. Rồi bye bye anh em.